chủ nhân phải bỏ ra 1,5 tỷ, 1,6 tỷ mới có thể sở hữu được chiếc xe Accord đời 2010 này, năm 2010. Đó. Ghế da đẹp chưa? Xe bây giờ bọn em sẽ đi quay video chi tiết. Và anh em nào chúng ta đang quan tâm đến cái chiếc xe Honda Accord này thì anh em có thể theo dõi hết video clip để chúng ta có thể ra được quyết định có mua hay không, có nên mua hay không. Đấy, và trong tầm tiền 325 triệu quay đầu thì chiếc xe Honda Accord này nó có xứng đáng hay không nhá. Đấy, còn đâu chất xe thì nói thật với anh em nó là quá đẹp luôn. Xe 5 chỗ sedan phân khúc xe hạng D, cạnh tranh với Camry, Accord, Sonata và tất cả những hãng xe của Mercedes, BMW, Audi, cái thế hệ đời 2010 quay đầu thuộc phân khúc sedan. Thì chiếc Honda Accord này nó đang ở cái kiểu dòng xe cạnh tranh với rất là nhiều hãng xe khác luôn đó. Và bây giờ thì mời anh em chúng ta cùng theo dõi hết video clip của em. Xe cực đẹp luôn. Xin giới thiệu tới anh em một mẫu xe Honda Accord nhập khẩu nguyên chiếc, được sản xuất năm 2010. Đời 2010 nó chuyển sang form mới, thì cái đèn hậu phía sau này nó đã thay đổi hoàn toàn với thế hệ form Accord 2007 đến 2008 anh em nhé. Và đời 2010 này thì nó nhìn nó phong cách nó thể thao hơn. Dòng này nó dòng xe của Honda. Honda là một thương hiệu rất nổi tiếng, kể cả như xe máy các bác cũng thấy nó rất là bền và rất là nành. Thì ô tô cũng thế thôi. Honda thì được anh em người Việt Nam cũng như là toàn thế giới công nhận là cái dòng xe bền bỉ, nồi đồng cối đá, ít hỏng vặt. Đấy, và chạy thì luôn có cái cảm giác rất là bốc. Honda thì đạp ga phát là có cái cảm giác cực bốc luôn, kể cả như Honda Civic ấy. Bác nào đã từng chạy Civic thì các bác biết, chạy đạp ga nó không có cái độ trễ. Độ trễ của nó rất ít. Kể cả Honda Accord này của em cũng vậy. Đạp ga so với những cái dòng xe của Mercedes hay BMW, Audi, Lexus đấy, của Toyota hay là của Hyundai, Kia, thì Honda nó vẫn có cảm giác đạp ga nó bốc, nó bốc thực sự luôn. Và nó rất là ít cái độ trễ. Đấy, đấy là cái công nghệ của cái hộp số của Honda anh em nhé. Đó. Và chiếc xe này có cái nước sơn màu trắng ngọc trai rất đẹp. Giá bên em đang chào bán là 325 triệu đồng. Với tình trạng xe là cam kết với anh em là không đâm đụng, không ngập nước anh em nhé. Đây, hệ thống đèn pha của nó này. Đấy, vẫn còn khá là đẹp. Có cảm biến chống va chạm phía trước. Đó. Đèn pha này của xe cũng có trang bị đèn auto, nhưng mà dòng Accord này nó chưa trang bị là đèn bi, nó chỉ là đèn halogen thôi. Có gương tích hợp trên xi nhan và na răng đúc. Na răng của xe nhìn cũng khá là thể thao luôn. Đúng là dòng xe thể thao thiết kế. Bất cứ những chi tiết nào nó cũng có cái cảm giác nó nghiêng về cái độ thể thao nhiều. Kể cả cái từ cái nắm tay cửa, mở cửa, nó cũng thiết kế cái kiểu nó không được thùy mị cho lắm. Nó sẽ có một cái điểm nó hơi cầu kỳ. Đây, phần đuôi xe cũng thế. Đây, đuôi xe các bác nhìn thấy cái phần đèn này. Thế hệ form cũ là không có cái phần đèn đấy nhá, mà nó chỉ có một cái mặt này thôi. Cái phần này nó niền tôn. Đó, có cảm biến va chạm trước sau. Vì là xe mới về nên bên em cũng chưa cả kịp rửa xe. Đây, vẫn còn bụi bẩn này. Đấy, rửa xe, đánh bóng cả xe. Sau video này kết thúc, bên em sẽ cho đi làm cái vấn đề đấy nhé. Bác nào mà đang quan tâm đến cái mẫu xe Honda Accord đời 2010 với mức giá là 325 triệu quay đầu này, thì các bác có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em Minh qua số điện thoại là 0852 555 555 anh chị nhé. Đây, đèn của nó này còn trong veo luôn, đèn của nó, và nó thực sự là nhìn cũng khá là đẹp đấy anh em ạ. Hệ thống đèn này bọn em cũng sẽ phải cho nó sáng hơn, vì thế bọn em sẽ cho đánh bóng hệ thống đèn, đèn pha, đèn hậu sẽ cho đánh bóng này. Còn đâu là về phần nốp thì còn dày nhá, nốp này anh em đi thoải mái đôi 35 nữa, thoải mái luôn. Phanh đĩa là phanh đĩa 4 bánh. Đó, phanh đĩa 4 bánh, nốp nắp dày cả dàn. Cái gương tích hợp xi nhan thì trắng tinh rồi, không cần phải xử lý gì nữa. Tay nắm mở chrome. Đấy, ghế da bên trong nội thất này bên em chỉ có lau chùi thôi. Chủ xe cũng rất là cẩn thận. Đấy, giữ gìn được một chiếc xe mà đến thời điểm bây giờ bọn em mới mua về mà xe nó được đẹp như thế này là quá ok rồi đúng không ạ? Ghế chỉnh điện. Đấy, gương kính chỉnh điện có auto cành lái này, gương chỉnh điện và có tích hợp cục điện này. Đó, có ga tự động cruise control nhá. Túi khí chiếc xe này thì có trang bị là xem nào, hai túi khí thôi. Dòng này chỉ trang bị hai túi khí thôi, ghế không có túi khí và tất cả những chi tiết trên cột này nó cũng không có túi khí anh em ạ. Có hai túi khí thôi. Đó, nhưng mà cũng đủ dùng rồi đúng không ạ? Đây, ở đây những cái chi tiết gì đây? Những nút bấm tăng chỉnh ánh sáng. Chúng ta hãy nhìn cái chất lượng xe này, táp lô là táp lô zin nhá. Này. Táp lô zin.
Đấy, nhiều chiếc xe mà bị đâm đụng nổ túi khí nặng phải bọc lại tắp lô này này. Đấy. Đây. Ốp gỗ lùng quanh xe nó không phải là gỗ mà nó là kiểu dạng nhôm. Thì ạ. Đầu đài CD vẫn nguyên bản nhé, nhưng mà bác chủ xe cũng đã độ lên cái màn hình Android rồi. Camera đầy đủ hết. Trần nỉ nguyên bản. Đấy, những cái tấm chắn lắng này mọi thứ nó vẫn còn rất chi là ok luôn ạ. Đó. Số tự động phanh tay 325 triệu đồng, quá hợp lý. Nói chung là gia đình anh em nào mà cần một mẫu xe bền bỉ nành bền thì chúng ta có thể hướng tới chiếc xe Honda Accord này. Thực ra trong cái giá 325 triệu, chúng ta có khá nhiều lựa chọn nếu để trong cái cửa giá này mua những cái phân khúc xe hạng C thì chúng ta mua được dòng xe Hyundai Kia đời tương đối cao luôn ấy. Đấy, nhưng mà Accord nó là phân khúc xe hạng D. Nó là dòng xe cạnh tranh trực tiếp với Toyota Camry và Hyundai Sonata. Bây giờ Hyundai Sonata đời 2010 chúng ta cũng phải bỏ ra 300 mấy mới có thể mua được. Và Camry đời 2010 chúng ta cũng phải bỏ ra số tiền 300 mấy mới mua được. Thì Honda Accord cũng vậy, phải hơn 300. Đúng không ạ? Và dòng này thì rất là giữ giá luôn. Đến thời điểm bây giờ thì cái giá ngày xưa lúc mua mới là 1 tỷ tư cả thuê má các thứ, 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ 6 ấy. Em nhớ ông nhầm, tỷ rưỡi tỷ sáu ấy, nhưng mà bây giờ nó giá nó quá rồi. Giá có 320 triệu thì chúng ta có thể đi 5 năm nữa thì bán đâu cũng phải được 150 triệu đúng không ạ? 5 năm. Và trong 5 năm thì cái chi phí bảo trì bảo dưỡng của cái dòng Honda Accord này nó không phát sinh nhiều. Đấy, 1 năm thì chúng ta cùng nắm chỉ đi sửa chữa bảo dưỡng, thay thế dầu mỡ rồi thay nước non làm mát, bảo dưỡng phanh pháo, thay má phanh, rồi là chúng ta có thể thay những chi tiết cao su gầm bệ nó bị kém, nó chạy nó lọc cọc. Đấy, nó sẽ phát sinh theo thời gian. Nhưng mà những cái chi phí đồ đạc của những dòng này nó rất là rẻ, cực rẻ luôn. Cho nên là anh em chơi những cái dòng Honda Accord này thì chúng ta sẽ không bị sót ví. Có bệ tí tay và khay để đồ này. Đồ nó mới như này thôi. Đấy. Đây, ở đây chúng ta có thể luồn ra sau cốp nhá, lấy đồ. Đây, ở đây duy nhất một điểm xấu nhất bên trong nội thất đó chính là cái phần bệ tí tay. Cái da zin của nó rất là mỏng manh. Cái này một lớp rất là mỏng manh. Đây, cái này có thể là bóc hết ra, chúng ta bọc lại cái da mới vào. Đây, còn đâu là ảnh đại diện của phần táp lô của xe thì thực sự là nhìn Honda Accord vẫn có một cái chất nó rất là thể thao, đúng không ạ? Đây, chân nỉ nguyên bản rồi, ghế da nguyên bản rồi, sàn xung là vẫn còn đẹp. Táp ly bốn cánh cửa đều như một, dòng này thì không ai chạy taxi. À có đấy, nhưng mà chắc chỉ có đại gia ngày xưa mới mua để chạy taxi thôi. Bởi vì năm 2010 để mà 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ 6 mua này mà chạy taxi thì người ta mua mấy con Toyota Vios, người ta chạy taxi khéo kinh tế hơn nhiều đúng không ạ? Đấy. Giờ chỉ còn 325 triệu đồng thôi anh em nhá. Đây anh em sẽ được xem qua luôn hệ thống máy móc và gầm bệ của em nó đây. Gầm con này thì bên em cũng đã kiểm tra rồi. Gầm chạy chắc lịch. Mọi chức năng cam kết bằng văn bản nhá. Xe không đâm đụng, không ngập nước và mọi chức năng theo xe là hoạt động tốt, hoạt động bình thường. Đó. Dòng này thì cũng không có quá là nhiều những cái option cầu kỳ đâu. Nó đơn giản thôi. Gầm bệ thì không có mục mọt, không han, không dỉ, không mục mọt, được chưa? Đây gầm nó phẳng nì từ A tới Z luôn. Đấy, từ A tới Á luôn. Còn máy con này thì nó là quá chất rồi. Đó. Có camera nùi đầy đủ hết rồi này. Đấy, bác chủ xe lắp thêm camera nùi nhá. Còn đâu là về phần cốp của em nó thì nó phong cách mở cốp như Honda Civic luôn. Đây, mở đây. Đấy, và nó cũng là mở lắp bình xăng thì ấn xuống là mất lắp bình xăng. Phần khúc hạng D cho nên cốp rất là rộng. Xe vừa về cho nên nó sẽ có những cái bụi bẩn theo năm tháng này. Nỉ sàn vẫn còn mới này. Kích nốp rồi là na răng nốp dự phòng đầy đủ hết luôn. Nốp dự phòng vẫn còn dài. Đó. Nỉ vẫn rất là đẹp. Các bác nào mà có nhu cầu mà muốn đổi xe thì các bác cũng có thể liên hệ với em Minh qua số điện thoại là 0852 555 555 để chúng ta cùng đổi xe nhá. Trao đổi xe luôn. Đấy. Cam kết không đâm đụng ngập nước, máy số gầm bệ cực chất. Xe không nổi. Máy của em nó đây. Máy trắng phau như thế này cơ mà. Đấy. Các bác đang lăn tăn về cái máy này đúng không? Máy này là cái máy 2.0 của Nhật, của Honda. Cho nên máy nó rất là bền. Đó. Máy con này nó thật với anh em là nó rất là sáng. Cái chất máy rất là sáng. Máy từ trên xuống dưới những cái con ốc của nó nhìn rất là gọn gàng.
Tất nhiên là xe cũ thì sẽ có những chi tiết nó sẽ phải được bảo dưỡng theo thời gian. Mà con này thì cũng không ngoại lệ, cũng phải có những chi tiết thay thế bảo dưỡng theo thời gian. Nhưng mà nhìn một con máy nó còn trắng phau như thế này, nó còn khô như thế này là thích lắm rồi, đúng không ạ? Máy rất là đẹp. Đây, em sẽ nổ máy lên cho anh em cùng xem máy nhé. Oro chạy được 16 vạn km. Đấy, màn hình Android 16 vạn km, xe hoàn toàn không báo lỗi gì. Thước lái chuẩn chỉ, vô lăng chuẩn chỉ, gầm bệ chạy chắc chắn, máy nổ rất êm. Đây, máy của nó này, chỉ nghe tiếng quạt gió thôi anh em ạ. Đấy, nghe thì tiếng quạt gió thôi. Cái máy của Honda Civic cảm giác là chúng ta có thể thay thế, tự thay thế được rất là nhiều đồ chi tiết bên trong, bởi vì nó rất là đơn giản. Đấy. À, cái vòi này hơi chặt nhé, thăm thăm nhớt, không hơi thừa gì luôn. Đấy, không một chút nào hơi thừa, máy nổ rất là chắc máy. À, có không gì để hỏng, tem mác mọi thứ đầy đủ hết luôn. Keo chỉ zin 100%, zin cả xe nhé. Tem mác màu trắng zin không đổi màu. Tất cả những chi tiết rằng bệ bọn em cũng đã kiểm tra hết rồi, không bị đâm đụng gì cả. Đấy, ok chưa? Bác nào mà quan tâm đến chiếc xe Honda Accord đời 2010 này của em thì các bác nhấc máy lên, alo cho em mình qua số điện thoại luôn là 0852 555 555, và kết nối em qua số Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết. Và một lần nữa rất cảm ơn anh em đã luôn đồng hành và theo dõi kênh Siêu Xe Cộ Hải Dương, và cũng như là cảm ơn tất cả anh em đã tin tưởng bên cửa hàng bên em và tin tưởng kênh và đã mua ủng hộ bên cửa hàng và cũng như kênh Siêu Xe Cộ Hải Dương rất là nhiều xe trong những thời gian vừa qua. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo từ cửa hàng bên em. Anh em mới xem được video của em lần đầu, đừng quên để lại một nút like và một lượt chia sẻ, và anh em muốn theo dõi thì có thể ấn nút đăng ký theo dõi kênh. Đấy, để có thể cập nhật được những video mà em về mới nhất theo ngày tháng nhé. Chào tất cả các bác.